Đời sống thú vị xin chào các bạn. Nếu như que diêm này á thì nó rất dễ, cái là nếu như ta muốn dập tắt nó thì ta bóp cái là nó tắt ngay đó. Thế nên là như này đây, chẳng hạn như này đó, ta bật que diêm này mà đó, cháy này đấy. Nếu như ta để cho nó cháy to lên thế này rồi ta dập nó rất khó. Đó. Như này mà đi dúi vào cái đống cỏ nào nữa thì nó lại cháy rất to nữa. Đấy. Thế nên là ta sẽ dập lửa ngay khi nó mới bắt đầu. Thế nên là nếu như mà tất cả những vấn đề gì mới, chẳng hạn như xung đột đó, những cái chuyện xung đột nhỏ nó mới bắt đầu đó, thì ta hãy cố gắng dập ngay từ lúc mới bắt đầu. Nó rất dễ dập đó, nó như thế rất dễ dập. Nhưng nếu như mà ta để cho nó bùng phát to lên ấy, như là chẳng hạn như là một que diêm này thôi đó, nhưng mà để cho nó cháy thành như cháy rừng thì các bạn biết là đấy, nó khó dập tới mức độ như thế nào. Một tí thế này thôi cũng có thể là làm cháy cả một cánh rừng đó. Nhưng nếu ta dập bằng hai đầu ngón tay là ta dập được luôn đó, nó như thế. Rồi, chúc các bạn được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.